Hello anh em, thì sau 2 tháng chờ đợi anh em thì xe đã về và hôm nay là ngày mình đi lấy xe về. Thì mua xe mới theo mình chia sẻ kinh nghiệm, mua xe mới nó rất là cực, phải chờ đợi chứ không phải là lên đó mua có xe rồi ký giấy về có xe đi liền đâu anh em. Phải chờ đợi có xe về rồi á, mình phải chốt cọc xong rồi có xe về người ta sẽ kêu mình lên thanh toán đủ xong rồi á, mình phải đi bấm biển xong rồi hôm nay là ngày giao xe á. Thì quá trình nó vậy đó, nó cũng hơi cực xíu á. Mà bù lại thì mua con xe về để có xe để vận chuyển mấy chiếc xe mô tô rồi cho anh em nè. Rồi hôm nay là ngày mình đi lấy xe nha anh em, rồi mình sẽ quay xe cho anh em xem rồi luôn và thử xe nó như thế nào. Rồi anh em mình có mặt tại hãng rồi nha anh em. Mình bữa nay mình mặc đồ này á, mà nãy chú bảo vệ vô á tưởng mình là phỏng vấn phim xin việc á. xe mình chuẩn bị lấy nè anh em. Mày không quay thấy xe ta. Con này chở xe thôi, nhức nách luôn á, đi nó sang lắm anh em, đi nó ok á, mình tham khảo vài mẫu thì mình thấy mẫu này cũng khá là ok nên mình quyết định mình lấy thôi đó. Trên màn hình đẹp không? Rồi giờ mình ra mình nhận xe của mình nha anh em. Thì giờ sau hai tháng chờ đợi á thì mình cũng lấy được xe rồi nha anh em. Chị cảm ơn em nha. Đây cảm ơn, đây là chị hỗ trợ bên mình á anh em. Hôm bữa có bạn em nó qua nó hỏi chiếc 7 chỗ á. Chiếc nào? Bạn em hả? Vậy hả? Dạ. Chị không thấy. Bữa nay nó mới đem xe qua em, nó nhờ bán giùm á. Nó kêu là chạy qua đây mà bị cái gì đó chị. Bị cái gì? Cái thằng mà chơi mô tô á, nó chạy qua đây nó hỏi chiếc 7 chỗ á. Không, chị không biết, tại không biết gặp ai á. Nó biết chị luôn á, nó vậy kêu hả? Là chị Tú á. Dạ. Dạ. Nó hỏi mua chiếc 7 chỗ á, nó kêu gặp chị luôn mà. Tên gì em? Tên Ninh. Minh hả? Ừ. Hôm qua mới kể em kêu chạy qua tham khảo chiếc 7 chỗ gặp chị. Đây là con xe mà về chở xe cho mấy anh em này nha. Đó, rồi đó thì nó chỉ vậy thôi chứ đâu. Thì nó mình bấm biển rồi nha anh em, đây bấm biển rồi này, che biển lại đó. Anh em thấy ngầu không đó. Chờ đợi 2 tháng trời á thì mấy anh em mà mua xe thì anh em cũng tham khảo, em mua xong rồi xíu nữa em dán luôn á. Dạ em đi dán ở đề can, nó hối bên đề can hối từ sáng giờ vậy đó. Quay qua bên đây cho mấy anh em xem nè. Em qua bên kia rồi, em quay mới rõ. Dạ. Thì đó, con lái thì nó vậy đó anh em. Nó chỉ có vậy thôi mà. Cái bảng này nội thất mình mua cái nội thất luôn nha anh em. Còn bình thường là nó màu đen thui thui lùi à. Đó, mua nội thất rồi ngồi chó đẹp. Đi có gì mình đi làm hay đi đâu đó, nó cũng dễ anh em đó. Rồi vậy thôi anh em đó, quay cái thùng anh em. Thùng này mình nghĩ chở được 2 chiếc xe, nhưng mà phải chiếc nhỏ chiếc lớn á, chứ 2 chiếc xe bọt bự mình sợ mình chưa thử. Cái thùng này mình thấy nhỏ hơn cái xe cũ mình xíu nha anh em, nhỏ hơn xíu á. Này chở một chiếc lớn một chiếc bự, chứ mà chở 2 chiếc xe bọc bự thì mình nghĩ là nó chen không có vừa cho lắm. Rồi ok, vậy là mình xong là mình mình làm thủ tục giấy tờ nữa. Dạ, thủ tục giấy tờ. Thì bàn giao xíu xe về. Dạ dạ. Xe xe xong thì mình lăn bánh được luôn. Dạ. Dạ vậy chị làm thủ tục em chụp hình. Ok. Dạ, chụp hình với xe sống ảo luôn. Rồi. Rồi ok anh em. Thấy không? Đây là mình mở cái là xăng nó lên ha. Nhẹ đúng rồi, em mở nó ra đó. À lỡ ra. À. Để mở xăng. Ủa chị, bây giờ trong đây nó có xăng sẵn luôn, xin lát mình chạy. Có dầu. Đúng rồi, nó một lượng chờ. Để em đi ra chỗ. Chà, tới chọn đạo không ta? Đúng rồi. Tới. Dầu nha, không có xăng nha. Dầu, cái này là diesel. Còn dưới đây là cái chỗ
em mở nắp capo nè, nó có một cái lỗ này, em mặc một cái mặt nó lên nè. Đó, ok. Em ra đằng trước thôi. Còn gì chị chỉ em luôn nha. Nó sẽ có một cái lẫy nè, nó có một cái lẫy ngay đây nè, em đẩy qua em chị. Đẩy luôn, đẩy luôn. Đẩy không hả? Nó một cái cây. Đây em giả không? Rồi, tất cả cái này khi em đi bảo dưỡng xe thì bên chị sẽ có người chăm cho mức nước làm mát hay nước dầu vậy đó, có người chăm. Riêng cái này là em tự chăm cho chị. Cái này là nước lau kính. Đúng rồi, em tự chăm chị, em chăm bằng nước mình uống. Hoặc là nước dung dịch chuyên dùng, bên xe em chắc cũng có. Nước lau, nói chung là nước uống. Và nước uống đó, em chăm bằng mấy viên sủi vậy, bỏ vô sủi lên xong rồi. Viên sủi cái này chị không Thường thường em làm gì? Cái này nhưng mà bên chị là nước nước uống hoặc là nước dung dịch ở trong hãng có bán á. Rồi, tất cả các khi em khỏi chăm, khi bảo dưỡng bên chị có người chăm hết cho mình nha. Cái chị chụp hình một tấm hình động. Dạ ok. Em hình như cục này là cục cảm biến khí thải á. Cục mới á, cục đời mới á, xe cũ không có. Xe đời cũ không có cục đó. Khi em bỏ nắp capo xuống thì em bỏ ra nè, em bỏ tay ra đi. Thì em phải cất cỡ nè. Em bận vô thì được, chứ đừng có để xe là nhấn vô nó đúng hư. Rồi, đúng rồi. Để trong như đó. Dạ. Rồi chị hướng dẫn tiếp mà. Ok. Em qua cái bên xe của mình có chị đã lót sàn cái 6 cao su rồi nha. Dạ. Dạ. Muốn sàn thì lót cái kia. Lót 6D, 7D. Đúng rồi, lót 6D, 7D. Cái này là hệ thống cruise control. Em có thể đạp thử trên... Bên em mở xe đi, mở xe. Đề máy, cái đề nằm bên... À, bên đây hả? Cái này hộp số thì chắc chị khỏi chịu. Hộp số em biết rồi ha. Cái này là rule control của mình. Rule control là khi em set em chạy đường trường á, ví dụ như trên tốc độ 40 km/h thì em mới bắt đầu mới set được cái rule control này. Rồi em muốn hủy thì em nhấn cancel hoặc là đạp chân thắng ở trên ga tự động nó hủy. Đó là rule control. Đây là nhiệt độ của đồng hồ. Đây là cái cắm USB của mình ha. Cái lỗ mà để cắm USB á. Hết đúng vậy. Đúng rồi. Trong quá trình sử dụng xe, chị có để cái card visit của cái anh của viên dịch vụ á, trong cái cuốn bảo dưỡng của em á, thì em không biết thể alo chị biết chưa, nhưng em còn ví dụ như xa quá mà về xe động cơ này nọ, chị có thể nhờ ảnh nha. Cái này của mình sẽ có hai chìa khóa, chị gửi em hai chìa luôn. Rồi vậy là xong okay. Đúng rồi. Cái này là gì ta? Cái này là cái giống như là cái gạt. Cái gạt tàn thuốc hả? Tàn thuốc đúng rồi. Mình thấy như nó giống gạt tàn thuốc. Đằng sau chị cái ghế chị chưa có mở tại vì muốn nhiều khách cũng muốn bóc cái này đó. Nên chị để cho em để bóc. Mở bóc siêu. Bóc siêu cho nó. Không mình giờ xong rồi đúng okay, vậy. Ok rồi, mình tắt bên kia ha. Cái này mình có thích gắn cam. Đúng rồi, mình gắn cam cái gì mình gắn. Em thấy nhiều người ta gắn thêm màn hình trên. Cái đó là màn hình chỉ đường, cái gì em muốn gắn gì em gắn tùy em thôi. Rồi tắt. Chìa khóa bấm tắt á. Không, mình không bấm chìa khóa là em tắt rồi đó, nó tắt rồi đó. Dạ. Là ra ngoài mình khóa lại khỏi mở cửa được. Đúng rồi, nhưng mà em phải cầm chìa khóa ra ngoài. Dạ. Ây da, quên quay hàng ghế bóc siêu vô. Nành em. Đó. Ủa cái thùng này là thùng màn hình đúng không vậy? Đúng rồi, cái thùng màn hình bên chị gắn vô. Dạ, mình để ở ngoài rồi. Này muốn bóc siêu không? Kẹt. Vô bóc siêu kẹt. Bóc siêu rồi. Hồi sau đi có vừa bi rồi gắn rồi chơi vừa chơi game vừa ngồi vừa bắn PUBG gì đó. Kẹt mở bên kia bóc siêu kẹt. Ủa cái này là cái gì chị? Thảm này thảm gì ta? À.
chưa? Xương thôi, về nhà bóc tiếp. Rồi vậy thôi nha anh em. Vậy thôi đó. Có màu cam nè. Thấy hết không? Ừ. Đây có con màu cam đẹp lắm anh em. Mà mình không thích màu cam anh em. Có hiểu sao không? Tại vì màu cam nó hơi bị lèo loẹt á. Nên mình không thích màu cam cho lắm. Thì nó cũng y chang con mình thôi mà nó khác là khác màu cam thôi. Đó. À. Thì khác là khác màu cam thôi. Đó. Sao Kiệt? Có thích con mấy chỗ nào không? Hay giờ em mua con màu cam này để mình chạy cặp. Ok không? Rồi ok anh em, rồi bây giờ anh em mình về đi đổ dầu ha anh em ha. Rồi hello anh em, mình đang dán lại nha anh em. Dán lại theo cái đề can zin luôn nha. Đó cái này là tem zin của hãng nha. Mình dán theo cái màu nó, mình dán chữ Minh Biker chuyên mô tô luôn cho anh em dễ nhận biết. Cho anh em dễ nhận biết. Đó, để dán lên cho anh em coi hình nha. Cho anh em dễ nhận biết xe của mình đi ngoài đường á, có gì anh em hú nó dễ. Còn này là mình dán cho nó luôn màu đen á, cho nó tiệp với lại cái mặt ga lăng á anh em, cho tiệp cho đẹp đó, chứ để inox nhìn nó bị phàn phàn sao anh em. À con này chở xe thì bao ngầu luôn, nhìn giống như là mafia vậy đó, mafia internet. Đó, lên xe để chờ dán xong rồi quay cho anh em xem.